Hoa hậu Phương Lê chuyển khoảng 100 triệu đồng giúp gia đình bé trai 10 tuổi bị rơi xuống ống bê tông. Sau ồn ào phát ngôn bị netizen chê trách, mới đây Hoa hậu Phương Lê đã hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng cho gia đình của bé Hạo Nam để lo liệu hậu sự. Hành động của cô ngay lập tức thu hút được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Mới đây, Hoa hậu Phương Lê chia sẻ bài đăng trên trang Facebook cá nhân về vấn đề giúp đỡ hoàn cảnh gia đình của bé Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi không may bị qua đời sau vụ tai nạn rơi xuống ống bê tông ở Đồng Tháp. Cô cho biết đích thân đã xuống tận nơi ở của gia đình bé Hạo Nam và cảm thấy xúc động bởi hoàn cảnh khốn khó, vất vả của người thân bé. Chính vì lý do này mà Hoa hậu Phương Lê quyết định tài trợ một khoản tiền để gia đình lo liệu hậu sự và có vốn làm ăn. Phương Lê viết, hôm qua tôi có xuống thăm gia đình ba mẹ bé Hậu Nam nhưng không được gặp trực tiếp anh chị. Tôi có gửi một ít quà là tiền mặt cho chú cạnh nhà tên chú G để giúp anh chị thay tôi mua nhang khói cho bé dù rất hy vọng bé có thể vượt qua nhưng khi nghe tin bé không còn tôi rất đau lòng và thương tiếc đáng lẽ tôi muốn gặp gỡ để lo liệu hậu sự cho bé nhưng xét thấy không tiện khi có mặt của tôi mọi người ai cũng nhận ra tôi cộng đồng thân mến người mất thì cũng đã mất rồi người sống cần được sẻ chia tôi nghe ở xóm bà con nói ba mẹ bé rất hiền vì trồng ớt thất mùa nên cuộc sống khó khăn chúng ta có thể cùng chúng ta giúp đỡ gia đình bé Kèm theo bài đăng, Phương Lê còn công khai hình ảnh biên lai like chuyển tiền với số tiền 100 triệu đồng nhằm hỗ trợ hoàn cảnh gia đình của bé Hạo Nam. Bên dưới phần bình luận, nhiều người đã gửi lời biết ơn sâu sắc đến việc làm ý nghĩa của Phương Lê, nhất là sau khi cô bị cộng đồng mạng chê trách vì lời hứa làm từ thiện không đúng lúc. Gián đoạn công tác rút ống trụ bê tông có thi thể bé trai 10 tuổi Liên quan đến vụ cháu bé 10 tuổi ở Đồng Tháp lọt xuống trụ bê tông và được xác định đã tử vong. Đến hiện tại, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm để nhanh chóng đưa trụ bê tông lên, mang thi thể bé trai ra ngoài để còn lo hậu sự. Tuy nhiên, do trở ngại địa chất ở phần đất sâu nên các lực lượng đã tạm thời ngưng công việc để hội ý với các chuyên gia tìm giải pháp phù hợp với thực tế. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, Xuyên đêm qua, đội cứu hộ vẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên tục tại hiện trường, tranh thủ từng giây, cố gắng kéo ống trụ lên mặt đất, đưa thi thể của cháu bé về nhà và thực hiện các biện pháp để hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, việc đưa cháu bé lên mặt đất vẫn chưa được thực hiện và sáng sớm nay, công việc đã tạm dừng một thời gian ngắn vì gặp phải tầng địa chất đặc biệt tại đoạn ống nối số 3 ở đầu sâu 30 đến 40 mét. Trước những khó khăn gặp phải, lực lượng cứu hộ cùng các chuyên gia, các đơn vị thi công cũng đã có một buổi hội ý khẩn cấp để trưng cầu ý kiến các chuyên gia trong và ngoài nước về lĩnh vực cứu hộ cũng như là giải quyết tầng địa chất ở sâu trong lòng đất và chọn ra các biện pháp tối ưu nhất. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, việc thi công ở tầng đất sâu cần có sự tính toán với các giải pháp kỹ thuật phù hợp và phải có đầy đủ thiết bị chuyên dụng mới thực hiện được, nên tiến độ phần nào đã chậm lại. Tuy nhiên, công việc cứu hộ vẫn đang ở mức cao nhất với giải pháp được điều chỉnh thay đổi kịp thời để sớm hoàn thành công việc đưa cháu bé lên mặt đất. Các chuyên gia trong nước và quốc tế thông qua trực tuyến đã cung cấp thông tin, đề xuất cùng địa phương để giải quyết vấn đề. Sáng nay, các chuyên gia đã hội ý để tìm phương pháp có thể tiếp cận được toàn bộ ống cọc ở đoạn đầu tiên và đưa đoạn này lên mặt đất, sau đó tiếp cận đoạn thứ 2, 3 đưa lên mặt đất để cứu hộ em bé đây là phương án sẽ có những khó khăn nhưng phải được đánh giá nghiên cứu hội ý chặt chẽ để khi triển khai thực hiện không gặp vướng mắt và sớm có kết quả do đặc điểm phức tạp của địa chất ống cọc đưa xuống sâu nên khi đưa lên lại gặp khó khăn do đó các chuyên gia vẫn đang bàn thảo kỹ lưỡng để tiếp tục triển khai khẩn cấp các biện pháp cứu hộ ông đoàn tấn bửu thông tin thêm Hiện tại, các chuyên gia của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp cùng các lực lượng quân đội, công an và hàng trăm người tham gia cứu hộ vẫn đang triển khai các biện pháp phù hợp nhất để đưa trụ bê tông lên mặt đất. Vụ bé trai được xác định tử vong sau khi lọt vào trụ bê tông, tâm thư đậm nước mắt Tôi đã cố gặp bọn lý trí để mong mọi khoảnh khắc hào nam được đưa ra từ cọc bê tông, xây sậm toàn thân, thất thần nhưng vẫn còn thở. Dẫu vậy, mọi hy vọng tắt ngúm khi nhà chức trách cuối cùng đã công bố nhận định của họ rằng khả năng cháu bé còn sống là bằng không, mọi nỗ lực còn lại là để đưa cháu về lo tan sự. Đến nước này, một đồng nghiệp nữ vẫn ngẹn dòng chia sẻ với tôi Giá như bây giờ, đột nhiên thằng bé chui ra từ một ngóc ngách nào đó khác, chứ làm sao nó lại xa chân vào cái hố đó được anh. Nhưng camera công trường, tôi xem đi xem lại không chừa ra hy vọng nào như thế cả. Cậu bé 10 tuổi, nặng chỉ hơn 20kg, đánh lọt vào cọc bê tông rộng ruột đường kính 25cm, đóng sâu xuống đất 35m. Xui rủi khó ngờ đã xảy đến, vơi bày mọi sự tắc trách thường thấy trên các công trường xây dựng, thách thức mọi nỗ lực cứu hộ vốn sơ sài chậm trễ và lấm túng ở Việt Nam. Sau khi hoàn tất cứu hộ, nhà chức trách sẽ còn nhiều việc phải làm để tìm hiểu lại nguyên nhân, xác định trách nhiệm của các bên liên quan, thực hiện các công việc nhân đạo nhằm an ủi hương linh hào nam. Và theo tôi, điều quan trọng nhất là tìm giải pháp để hạn chế những hiểm họa đang trình rập trẻ em. 10 ngày trước tai nạn của Hào Nam, Tại Đồng Nai, một bé gái 5 tuổi rơi xuống hố ép cọc bê tông sâu khoảng 15 mét tại một công trường ở gần nhà. May mắn được cứu sống sau 20 phút mắc kẹt. Ở huyện Tây Sơn, Bình Định, từng xảy ra sự việc hai cháu bé 4 và 5 tuổi tử vong khi rơi xuống hố nước sâu 1,1 mét được đào để đặt cống nước thoát công trình. Cách đây không lâu, một bé khác ở Hải Dương cũng tử vong khi rơi xuống hố sâu chứa nước tại công trường. Đó chỉ là một số trường hợp trong hàng trăm nghìn vụ tai nạn hàng năm xảy ra tại Việt Nam. Tỷ lệ tai nạn thương tích ở trẻ lớn đến mức báo động. Thống kê của Cục Quản lý Môi trường Y tế cho biết, mỗi năm trung bình có hơn 370.000 trẻ em Việt Nam bị tai nạn thương tích. Trong đó, số trẻ tử vong là 6.600 chiếm 35,5% trong tổng số trẻ tử vong do tất cả nguyên nhân. Bình quân mỗi ngày có 18 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích. Phía sau nỗi đau của bé Hảo Nam và gia đình còn nhiều số phận đáng thương của những trẻ em khác. Không chỉ ở Đồng Tháp, nhìn rộng ra các tỉnh miền Tây Nam Bộ, không khó để nhìn thấy rất nhiều trẻ em trong độ tuổi ăn học phải lăn lóc ra đời mưu sinh với đủ mọi nghề, từ phục vụ quán ăn, việc nhà, nhiều nhất là trẻ em bán vé số, nhập phế liệu như Hảo Nam. Hảo Nam trượt chân lọt vào cặp bê tông khi đang cùng ba bạn nữa vào dự án xây cầu rập sen ở xã Phú Lợi cách nhà gần 1 km nhặt phế liệu, vốn đã luôn ám ảnh về những đứa trẻ vất vưởng miền Tây bươn chải mưu sinh, tôi thấy nhói đau khi nghe mẹ em chia sẻ, nam cần 60.000 đồng để học võ nhưng cha mẹ không có, cháu đi nhặt nhạnh phế liệu bán lấy tiền đã công được 21.000, con đường đi học của nam xa và sâu hút. Ngoài nguyên nhân trực tiếp bị nổi, dễ thấy, tai nạn trẻ em xảy ra có nhiều nguyên nhân bất cẩn, không tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn của những người có trách nhiệm, tôi cho rằng cần nhìn vào một nguyên nhân sâu xa khác, cái nghèo. Tây Nam Bộ, nơi có vùng quê đồng tháp của Hào Nam là rốn nghèo của cả nước, chỉ với 11,4% số lao động từ 15 tuổi trở lên qua đào tạo đang làm việc trong nền kinh tế. Tỷ lệ học sinh bỏ học ở 3 cấp của vùng này cao gần 3 lần cả nước kinh tế khó khăn, chi phí học hành lớn là nguyên nhân chính khiến học sinh bỏ học. Miền Tây lại thiếu trầm trầm việc làm tại chỗ, người trẻ tuổi bị đẩy ra khỏi vùng, lên thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ. Không ít cặp vợ chồng phải chấp nhận để con cái ở lại quê nhà, không học hành, vất vượng kiếm ăn hoặc lang thang chơi trên những bờ sông con rạch. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ như thế, hồn nhiên lớn lên trong sự rung rủi của số phận bị cái nghèo đẩy vào hiểm họa không phải là tình trạng riêng của việt nam mà có thể bắt gặp ở những nước thu nhập trung bình hoặc thấp ấn độ từng chấn động vì hàng loạt vụ tử vong của những đứa trẻ bị rơi vào các giếng khoan bỏ hoang hố ga hoặc các cặp bê tông công trình được che đầy sơ sài nhà chức trách đã phải gấp rút ban hành hàng loạt văn bản siết chặt quy định an toàn khi sử dụng giếng khoan trong khi đó, báo chí nước này đâm loạt cảnh báo về việc đảm bảo quyền và nâng cao chất lượng sống cho trẻ, hạn chế tình trạng lang thang kiếm ăn hoặc vui chơi trên những khu vực không đủ an toàn. Ở Việt Nam, công trường là nơi vô cùng thu hút những đứa trẻ nghèo ở các khu vực nông thôn hẻo lánh. Đó là một thế giới lạ lẫm với bọn trẻ, đầy những thứ tò mò để vui chơi, thậm chí đầy những thứ còn nhạt nhành được để bán so với những cánh đồng đã xác sơ cạn kiệt những tô cảm thán giá như của người lớn sẽ luôn là quá chậm với những sinh mệnh của những đứa trẻ nghèo cái chết của hào nam thức tỉnh cả xã hội một điều cốt lõi trẻ em xứng đáng được đảm bảo quyền học tập chính đáng và vui chơi an toàn thay vì lăn lộn mưu sinh